Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành kinh tế của rất nhiều ngành nghề. Trong đó, giới văn nghệ sĩ là đối tượng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi vì lịch diễn đã lên từ trước nhưng lại hủy bỏ đột ngột do ảnh hưởng của dịch bệnh. Có rất nhiều nghệ sĩ Việt đã tranh thủ bán hàng online trong khi nghề diễn bị ảnh hưởng. Trước ảnh hưởng của dịch COVID-19, sao Việt phải đối diện với tình trạng hủy show do lịch diễn triền miên. Nhiều người thừa nhận đã bị giảm thu nhập đáng kể. Vì vậy, một số nghệ sĩ đã chuyển hướng sang bán hàng online. Ngoài mở tiệm nail, thì mới đây, nghệ sĩ Lê Giang còn bán thêm nước cam mật ong, chanh dây. Nữ nghệ sĩ Lê Giang thường mang bán cho đồng nghiệp khi đi quay chương trình. Giữa lúc dịch bệnh phức tạp, cô cũng nhận đặt hàng online. Nữ nghệ sĩ hài này cho biết, chị được nhiều đồng nghiệp và khán giả ủng hộ. MC Quyền Linh cũng ra bán nhiều loại mặt hàng trên trang cá nhân. Mùa dịch này không có làm MC, diễn viên gì hết. Ai mua nước rửa tay, nước rửa chân, nước rửa chén, nước lau sàn, nước xả không? Mua một chai nước rửa tay, tặng một thùng nước rửa chân nha. Diễn viên Đôn Nguyễn cũng chưa từng kinh doanh online. Tuy nhiên vì dịch Covid-19, anh đã quyết định bán hàng online trên trang cá nhân khi nhiều show diễn bất ngờ bị hủy bỏ. Anh cùng bạn trai Thanh Tú bán chân gà sốt, da heo nước mắm, kim chi, bánh sầu riêng, dưa lưới organic, bánh tráng tôm khô, bánh bông lan. Đôn Nguyễn tiết lộ, nhiều người ủng hộ anh bán hàng online, song có số ít người dè biểu. Tuy nhiên, anh bỏ ngoài tai mọi lời đầm tiếu, bởi kiếm tiền bằng sức lao động một cách chính đáng thì không có gì là sai trái. Qua đại dịch, anh dự kiến sẽ đi hát và đi diễn trở lại. Diễn viên Quỳnh Hoa cũng bị hủy gần 10 show chụp hình trình diễn catwalk trong tháng 2. Trong tháng 3, 13 trên 15 show Quỳnh Hoa nhận trước đó cũng bị hủy bỏ hoặc là thông báo dời lịch. Mùa dịch, cửa hàng kinh doanh dịch vụ làm đẹp của cô rơi vào tình trạng vắng khách và ế ẩm, phải bù lỗ chi phí thuê nhân viên, thuê mặt bằng cùng nhiều khoản phí dịch vụ khác. Quỳnh Hoa thiệt hại gần 500 triệu đồng. Vào những ngày qua, giải vàng siêu mẫu Việt Nam tranh thủ vớt vát thu nhập bằng cách kinh doanh khẩu trang, nước rửa tay khô. Gần đây thì diễn viên Phương Lan cũng trở lại với việc bán bánh bèo, bánh nậm. Công việc này cô và gia đình từng làm trước đây. Gia đình đã nghỉ bán vài năm, nhưng bây giờ tôi phải bán thêm. Các show diễn trước không còn nhiều như trước nữa, cô cho hay. Ca sĩ Trizy Phương Trinh cũng từng sở hữu một lớp ở Mỹ, nhưng do ảnh hưởng của Covid-19, cô phải đóng cửa. Vợ cũ của Bằng Kiều cải thiện thu nhập bằng cách bán trà sữa online. Vào những ngày đầu, cô tự mình đi ship đồ đến từng khách hàng. Bằng Kiều là một trong những người đầu tiên ủng hộ cô. Diễn viên Nguyệt Ánh cũng sở hữu một khu vườn rộng ở Củ Chi, ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô đã cải tạo để trồng dưa lưới và dưa lê. Vào những ngày qua, những diễn viên có đợt thu hoạch dưa mới, vì vậy cô tất bật nhận đơn hàng và giao cho khách. Sân khấu kịch Thế Giới Trẻ đóng cửa từ giữa tháng 3, vì vậy Thuận Nguyễn và nhiều đồng nghiệp không cần lịch diễn vào một cuối tuần. Anh phải phụ mẹ bán lạp xưởng và bán kem. Nam diễn viên Thuận Nguyễn cho hay, ban đầu anh chỉ bán cho đồng nghiệp trong sân khấu, nhưng sau đó được nhiều khán giả ủng hộ hơn. Chia sẻ với báo Thanh Niên, diễn viên Kylie cho biết, hiện tại công việc chính của tôi là đi quay game show, còn về kinh tế, thiệt hại là chuyện đương nhiên, nhưng cũng may mắn là tôi còn có công việc buôn bán online để duy trì. Cho nên dù phần show diễn của mình thiệt hại một khoản nào đó, thì mảng kinh doanh online của mình vẫn chạy được, nó cũng kéo lên cho mình được. Bên cạnh đó thì nữ diễn viên Kylie cũng cho biết, do đặc thù của việc bán hàng online nên tình hình kinh doanh của cô không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch Covid-19. Kylie chia sẻ, theo như tôi quan sát thì ảnh hưởng này không đáng kể vì bây giờ nhu cầu của mọi người là mua hàng online nên họ vẫn mua nhiều chứ không bị giảm sút như khi bán tại cửa hàng. Tỷ suất bán hàng của tôi vẫn như bình thường. Ngoài những ngành dịch vụ bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 như là ngành hàng không và ngành du lịch, thì bên cạnh đó cũng còn rất nhiều ngành nghề khác đang bị ảnh hưởng dù ít dù nhiều của dịch Covid-19. Hiện nay thì nhiều quốc gia trên thế giới đã bắt đầu cho tiến hành thử nghiệm vaccine và thuốc chữa trị virus corona. Hy vọng trong thời gian tới sẽ sớm có kết quả để áp dụng rộng rãi cho nhiều người. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm những thông tin mới nhất về dịch bệnh Covid-19 trong những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!